Tại sao netizen Trung Quốc chê Việt Nam lương thấp mà vẫn muốn sang làm việc? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề lương tháng 5.000 tệ có được coi là giàu ở Việt Nam không? Nếu chỉ sang tìm vợ thì tốt nhất đừng đến làm gì, ngoại trừ những người đẹp trai ra. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nếu không có gì khác, phốc con ở Việt Nam trả được hơn 1.000 nhân dân tệ một tháng, hầu hết chỉ được 900 nhân dân tệ một tháng, là lương hơn 10 triệu đồng đúng không? Tôi chỉ muốn hỏi, lương 2-3.000 thì làm sao có thể tồn tại được? Sau một đêm uống rượu ở quán bar, bạn đã nhận túi. Bạn còn 30 ngày để chơi sinh tồn như thế nào? Lương của tôi với tư cách là giám đốc sản xuất là 5.000 đến 6.000 tệ một tháng. Chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh mới có được mức lương này và là từ công ty nước ngoài phải không? Tôi làm việc cho BID Việt Nam, tỉnh Phú Thọ. BID là một công ty nước ngoài đối với bạn phải không? Mức lương ở các công ty nước ngoài thường cao hơn ở các công ty trong nước. Lương chung của tôi ở Quảng Đông là hơn 8.000 nhân dân tệ. Thật tốt khi người Việt Nam có thể nhận được mức lương như vậy. Bạn có thường xuyên làm việc ngoài giờ không? Sẽ rất khó chịu nếu bạn làm thêm giờ. Người Việt ở công ty chúng tôi có lương 12.000 nhân dân tệ một tháng đây này. Đó đều là lương những lãnh đạo cấp cao hoặc người vừa du học ở Trung Quốc về. Không, họ chỉ là nhân viên kỹ thuật thôi. Lương cao thì bạn đã rất quyền lực rồi, giống như những người quyền lực ở Trung Quốc những năm 2000. Có nhiều người ở Việt Nam nói tiếng Trung Quốc không? Không quá nhiều đâu. Thực ra, trên thế giới này ai cũng đều như nhau, người nghèo cũng như người giàu. Một số người không nhận ra rằng nghèo khó sẽ làm khổ người khác. Chỉ cần bạn sống tốt, lương của bạn được coi là cao ngay cả đối với những người lao động bình thường ở Quảng Châu. Khi ra nước ngoài, bạn chỉ nhận được một khoản lương nhỏ mà thôi. Thật xấu hổ khi ra nước ngoài mà không có lương 3 vạn trở lên. Không phải ai ở Việt Nam cũng có lương 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ một tháng. Người dân vùng đáy ở Việt Nam có lương hơn 1.000 tệ người như những người làm trong ngành dịch vụ có phải lương cao là chuyện bình thường không? Tôi nghe nói đàn ông Việt Nam có địa vị cao trong gia đình. Đã mấy chục năm rồi đều như vậy rồi. Lương ở Việt Nam vẫn thấp. Tôi không có nhiều tiền để dành cho lương 5 hay 6.000 tệ. Gần như lương đó là cao rồi đó. Lương của tôi là 6.000 nhân dân tệ. Không sao cả, tôi không thể tiêu hết số tiền đó nếu sống một mình. Người Trung Quốc rất giỏi tiết kiệm tiền. Thông dịch viên của chúng tôi kiếm được 6.500 tệ một tháng. Anh ấy đến Đà Nẵng vào Chủ nhật. Anh ấy thường đến đó. Anh ấy nói rằng anh ấy đi uống rượu vì xe máy của anh ấy bị hỏng. Giờ anh ấy dành cả ngày Chủ nhật ở quán cà phê để chơi game trên thiết bị di động. Tôi đọc phần bình luận và nhìn chung cho rằng mức tiêu dùng ở Việt Nam cao hơn ở Trung Quốc. Họ cũng nói rằng những người chi 2 đến 3.000 nhân dân tệ nên ăn uống và tận hưởng cuộc sống. Logic không có ý nghĩa gì cả. Tôi có lương 10.000 tệ một tháng, tôi có thể làm ông chủ không? Đi chơi ở nông thôn cũng được đó. Việt Nam 20 năm trước đúng là nghèo nhưng 10 năm nay họ đã nỗ lực rất nhiều. Tôi sẽ tin điều đó nếu tôi không trở về từ Việt Nam. Mức tiêu thụ ở Bắc Ninh, Bắc Giang tương đương Thượng Hải mất thôi. Vợ tôi cho biết cô ấy uống rượu trong một quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh và một chai có giá hơn 10.000 nhân dân tệ. Có rất nhiều người nước ngoài tiêu tiền ở Việt Nam nên một số nơi thực sự đắt đỏ, và cũng có nhiều người dân địa phương giàu có ở Việt Nam. Tất nhiên là có nhiều người nghèo hơn ở đó. Thực tế thì tiêu dùng Việt Nam không quá đắt so với Nam Ninh, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh có thể so sánh với Thượng Hải phải không? Là thành phố hạng nhất, mức tiêu dùng ở Thâm Quyến rẻ hơn nhiều so với Thượng Hải. Các khách sạn ở Vịnh Hạ Long rất tốt, bắt đầu từ 2.000 tệ và chi phí quả thực không thấp. Người giàu ở Việt Nam có thể đánh bại hầu hết người giàu trong nước. Các bạn ơi, bạn đang nói về thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đi xem những nơi khác ở Việt Nam, thủ đô và mức lương của họ như thế nào. Thành phố Hồ Chí Minh quả thực không vấn đề gì, chẳng thua gì Thượng Hải ngày xưa cả. Tôi đã từng đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Tôi cảm thấy đồ ăn ở Việt Nam đắt hơn ở đại lục, còn chị tôi thì nói rẻ hơn ở đại lục. Việt Nam bây giờ cũng không quá lạc hậu. Cơ sở hạ tầng kém so với Trung Quốc. Chỉ cần một cuộc cải cách nhà ở, rồi cũng giống như ở Trung Quốc đại lục, lương thấp và mức tiêu dùng cao. Sự phân hóa lớn giữa giàu và nghèo. Đồ ăn nhanh tôi ăn có giá 20.000 đồng, khoang 6 tệ, 2 món thịt và 1 món chay. Tôi đã ăn vào tháng 4 năm nay. Tôi đã ăn ở Hà Nội và Đà Nẵng. Ở Trung Quốc đại lục thì nó sẽ đắt cỡ nào? Khi mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn, bất động sản của họ cũng trở nên rẻ hơn. Nếu giá thực phẩm Trung Quốc tăng, bạn sẽ thấy giá nhà có giảm hay không? Tôi đã đến quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh,
nhiều lần và cảm thấy nó tốt hơn nhiều so với Manhattan, New York. Bạn đang quá phóng đại, phải không? Công ty chúng tôi đã thuê một giám đốc hành chính ở Bắc Ninh với giá 15.000 tệ, và anh ta đã bị người khác trộm trong vòng một tuần. Anh ơi, anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương anh đề cập có thể so sánh với Thượng Hải và Thâm Quyến. Hãy đến tỉnh Hà Giang ở Việt Nam và xem nó khác như thế nào. Ở đâu cũng có người nghèo và người giàu mà. Chẳng phải chúng ta có người nghèo ở Trung Quốc sao? Tôi đến từ Tứ Xuyên, quê hương của tôi ở nông thôn. Ở vùng nông thôn của chúng tôi vẫn có người sống trong những ngôi nhà đất sau bữa ăn cuối, cũng họ không lo được bữa ăn tiếp theo. Lương trung bình khoảng 12 triệu đồng, lương cơ bản khoảng 7,5 triệu. Khoảng 15 triệu cho người có thể nói tiếng Trung Quốc. Thêm một số kỹ năng để đạt được trên 1.000 tệ. Theo thói quen sinh hoạt của người Việt Nam thì ở tốt hơn Trung Quốc, nhưng liệu bạn có làm quen được không? Tiêu thụ ở đó cao hơn tiêu dùng trong nước. Bây giờ tôi không biết. Cách đây hơn 4 năm, công ty tôi làm việc có nhà máy chi nhánh ở Việt Nam. Có hơn 500 công nhân ở nơi xa xôi và hơn 2.000 công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm sao lương công nhân Việt Nam có thể cao đến vậy được? Tình hình thực tế ở Việt Nam là không như vậy mà hầu như đều có người bổ sung ở hầu hết các ngành nghề. Đúng vậy, khi tôi đến đó tôi không hề cảm thấy họ nghèo và có vẻ như áp lực cuộc sống của họ không lớn bằng chúng ta. Tôi cảm thấy mức tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh không hề rẻ nên Việt Nam lương không thấp như tôi mong đợi. Ở Trung Quốc vẫn còn những người đàn ông tỉnh táo. Tôi nên sử dụng phần mềm nào để giao tiếp ở Việt Nam? Tôi sẽ không sử dụng Zalo hay Facebook. Tôi thực sự không muốn giao dịch với họ. Tôi ở Đà Nẵng, Việt Nam được 2 năm. Trước năm 2020, mức lương trung bình của một bồi bàn ở đó khoảng 2.000 tệ. Đừng đến Việt Nam nếu bạn không có tiền. Mức tiêu thụ ở Sài Gòn cao hơn ở Trung Quốc, trừ khi bạn đi du lịch tiết kiệm. Mức tiêu thụ ở đây rất cao, chủ yếu là do bạn phải đi taxi để đi lại, đồ rất đắt và cao hơn mức tiêu thụ ở Trung Quốc. Đúng rồi bạn. Các quốc gia ta muốn đi du lịch cũng không khác nhiều lắm. Những chủ doanh nghiệp muốn khởi nghiệp ở đó thì cần lưu ý nhiều điều. Những gì bạn nói là đúng một nửa. Người Việt tận hưởng cuộc sống quá nhỉ. Tôi đến đó được một tuần và có rất nhiều người nước ngoài ở đó, mặc dù tôi cũng là người nước ngoài. Tôi đã trở thành người nước ngoài khi đến Việt Nam. Việt Nam nên ăn uống nhiều như chúng ta ở Quảng Tây. Nơi đây có thể so sánh với Hong Kong về mức độ thịnh vượng. Quả thực, mọi thứ ở thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ đắt đỏ, nhưng bạn cũng có thể dành vài ngày ở Hồng Kông và Macau. Vì vậy, tôi thậm chí không biết phải làm gì. Đó không phải là vấn đề rời đi hay không rời đi. Mức tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh rất cao, không kém nhiều đô thị loại 2 trong cả nước. Điều này thực sự đúng. Mặc dù có thể hơi khắt khe với một số người nhưng nó hoàn toàn đúng. Tôi sống gần Việt Nam và mức tiêu dùng của họ ở đó thực sự không thấp, thậm chí còn cao hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi có thể chứng minh điều anh tôi nói là đúng. Việt Nam bây giờ cũng giống như Trung Quốc năm 2010. Đi chơi vui vẻ nhé, Trung Quốc năm 2010 vẫn vui lắm. Tôi đồng ý với bạn. Vấn đề không phải là bạn giàu đến đâu mà là bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền để tận hưởng cuộc sống. Người lao động Việt Nam thích hưởng thụ ngay khi nhận được tiền lương. Họ ăn uống, vui chơi và tiệc tùng. Vì vậy, lương cao và giá cả cao. Liệu có lối thoát nào chỉ bằng cách dựa vào việc giảm và miễn thuế từ Hoa Kỳ? Chăm lên nắm quyền để xem liệu có lối thoát nào cho Việt Nam không? Dựa trên các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể thấy rằng họ có một cái nhìn khá phức tạp về Việt Nam, đặc biệt về mức lương và chi phí sinh hoạt. Các điểm chính từ các nhận định của họ như sau. Netizen Trung Quốc cho rằng mức lương tại Việt Nam đã tăng so với trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn Trung Quốc. Họ nhận định rằng lương khoảng 5.000 đến 6.000 tệ, tương đương 16 đến 20 triệu đồng, là mức lương cao ở Việt Nam, đặc biệt khi làm việc cho công ty nước ngoài. Một số ý kiến cho rằng mức lương cơ bản ở Việt Nam dao động từ 7,5 đến 15 triệu đồng, và những người có kỹ năng tiếng Trung thường được trả cao hơn. Họ nhấn mạnh rằng mức tiêu dùng ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh khá cao, tương đương hoặc thậm chí cao hơn một số thành phố lớn của Trung Quốc. Có nhiều nhận xét về việc chi phí ăn uống, nhà hàng, quán bar tại Việt Nam cao hơn dự kiến, và ở một số khu vực sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, chi phí sinh hoạt có thể so sánh với Hong Kong hoặc Thượng Hải. Một số bình luận nhận xét rằng người Việt có xu hướng tận hưởng nhiều hơn, sử dụng tiền lương vào các hoạt động ăn uống, vui chơi, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Họ so sánh Việt Nam hiện nay với Trung Quốc những năm 2010, nơi mức sống đang dần được nâng cao nhưng chi phí tiêu dùng cũng tăng theo. Các bình luận cho thấy sự ngạc nhiên về sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây. Họ công nhận Việt Nam đã thay đổi nhiều về kinh tế, không còn quá lạc hậu và nghèo khó như trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam rất lớn,
với một bộ phận nhỏ rất giàu trong khi người lao động phổ thông vẫn còn thu nhập thấp. Kết luận, netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, với mức lương và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Tuy nhiên, họ cũng thấy được sự tương đồng của Việt Nam với Trung Quốc trong giai đoạn tăng trưởng trước đây và có một sự tôn trọng nhất định đối với khả năng phát triển của Việt Nam.